Cuộc sống Sài Gòn TV xin chào tất cả các bạn. Đây là địa điểm là cái nơi bán cà tím của cô bé Duyên, cô nữ cà tím nha các bạn. Trong chiều nay thì hôm nay hiện tại là mình thấy là rất sốt trên cộng đồng YouTube trong thời gian vừa qua, nên là mình kéo quay cho tất cả các bạn xem. Cho con uống ha. Không có gì.
gửi thoại vui vẻ. Vui vẻ đem qua. Thank you.
Sài Gòn TV ghi nhận lại cho tất cả các bạn xe cà tím.